Tối 26 tháng 10, xảy ra vụ cháy bãi xe ở phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Thừa Thiên Huế, có địa chỉ tại phường An Đông, thành phố Huế, khiến nhiều xe máy bị hư hỏng. Nhận được tin báo, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để tham gia dập lửa. Đến 22 giờ 30, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tại hiện trường, nhiều xe máy bị hư hỏng, trơ khung. Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.